Năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ phân đấu đón và phục vụ 180.000 lượt khách du lịch với doanh thu đạt 113 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 10 tháng năm 2021, khách du lịch đến Nghĩa Lộ ước đạt 113.600 lượt người, bằng 63% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 78,4 tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các nhà hàng khách sạn Homestay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã linh động, sáng tạo, tranh thủ đầu tư, nâng cấp phòng ốc, khuôn viên, cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá trên các trang mạng xã hội, nghiên cứu phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng để tạo ra các sản phẩm mới hấp dẫn hơn đón tiếp khách du lịch tuân thủ đúng theo các hướng dẫn và quy định về phòng chống dịch COVID-19, gắn phát triển kinh tế với quyết tâm, giữ vững nghĩa lộ là vùng xanh trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19.